mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang đến cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe 7 chỗ máy xăng bản full sản xuất năm 2019 với đầy đủ tiện nghi tính năng an toàn để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm như hệ thống cam 360 cảm biến trước sau hệ thống an toàn bên trong thì nó trang bị rất nhiều để trải nghiệm đầy đủ em mời anh chị và các bạn có thể qua số 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn. Các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Tìm hiểu thông tin về chiếc xe em đang giới thiệu trên đây. Những đường nét tổng quan về sơn xi si, ngoại thất cũng như là hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có cảnh báo vượt trên gương. Đấy, rồi là hệ thống tay nắm cửa những phần nẹp mạ, dán kính thảm trải sàn được trang bị đầy đủ rồi. À, bác chủ thì cũng trang bị cho chiếc xe bộ bậc lên xuống là bậc cứng. Với chiếc xe này thì đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Về thời gian vay, lãi suất cụ thể thì các bác có thể liên hệ em sẽ gửi bảng kê chi tiết qua Zalo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo xe đã rút hồ sơ rồi nên anh chị và các bạn mua về có thể sang tên ngay đây là những cái phần như hệ thống keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe mọi đường led vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao và những cái chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Những đường led chi tiết về không gian khoang cốp chứa đồ rất là rộng rãi. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện với hệ thống bóng đèn hậu dạng led 3D. Khi mà anh chị và các bạn đi vào buổi tối nó sẽ rất là nổi bật. Sọc thân xe đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua thì cái dàn nốt mâm nốt của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp với mâm trang bị mâm hợp kim 19 inch và những cái chi tiết bậc lên xuống hệ thống lẹp mạ có trang bị như là hệ thống vè che mưa với phần cánh cửa hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có những cái phần keo chỉ đinh tán này anh chị và các bạn có thể thêm xem và đánh giá được là xe có bị đâm va hay thay thế gì không có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống rèm che lắng hai bên cánh cửa tạo không gian riêng tư cũng như là tránh lắng cho người ngồi phía sau rồi bậc lên xuống đã được ốp vidoc chống xước và những cái phần chi tiết như là hệ thống ghế ngồi. Ghế da của chiếc xe trang bị ghế da màu đen với những họa tiết ở phần gối đầu là tựa dùng những phần họa tiết kim cương. Bên trong đây là với những cái phần tính năng an toàn của chiếc xe như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng lên xuống kính chỉnh gương và hệ thống giải trí chất lượng âm thanh cao cấp. Ghế ngồi chỉnh điện đa hướng và những cái phần như túi khí an toàn, hệ thống chống chân trượt cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc và rất nhiều cái tiện nghi khác nữa. Các phím bấm chức năng của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham quan theo dõi cùng em. Đánh giá xem xe nó có được đẹp và hoàn hảo không anh chị và các bạn có thể xem qua những cái chi tiết như cái má ghế này để đánh giá được cái độ ha mòn, tem mát của chiếc xe vẫn còn đầy đủ cho ta thấy là cái phần mà cột kèo của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ nguyên bản Đấy, những con ốc bản lề chất lượng chi tiết như thế nào em quay rõ kỹ cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng xem và cân nhắc với màn hình của chiếc xe trang bị màn hình nồi có kết nối Apple CarPlay Android Auto vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có trang bị cho anh chị và các bạn màn hình hiển thị thông tin điện tử và các chi tiết màn hình được nâng cấp lên màn hình Android rồi đây là những cái chi tiết như là hệ thống điều hòa tự động Rồi là có cổng uh, sạc à, và những cái phần sạc không dây Phanh tay điện tử, đấy, auto hold, hold Tất cả các tính năng an toàn của chiếc xe Và bây giờ ta sẽ cùng ngắm qua về cái khối động cơ của chiếc xe này anh chị nhé Với cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là khối động cơ máy 2.4 cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe khá là mượt mà. Và chiếc uh, Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4 hatch 2019 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với dưới 790 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ với không gian ngồi rộng rãi và cái khả năng vận hành của chiếc xe khá là mượt mà. Anh chị và các bạn cần xem thông tin cụ thể những cái chiếc xe mình đang cần tìm thì có thể truy cập ngay tại web hơi com tại đó thì em có cập nhật đầy đủ những cái thông tin giá bán mới nhất của các dòng xe mới về để anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua An xe cũ.